Giới thiệu với cả nhà, đây là cây hoa giấy trồng ngoài đất của mình nhé. Trồng ngoài đất mà mình chăm sóc cho nó để nó ra hoa đúng Tết. Hôm nay là cũng sắp Tết rồi. Thì đây, cái cây hoa giấy của mình này. Đấy, nó đã bắt đầu có hoa này. Hoa và nụ rất là nhiều nhé. Hoa nụ mầm rất là nhiều. Đấy, cái này là đảm bảo hoa chơi Tết này. Đảm bảo hoa chơi Tết kín luôn. Đấy, đây nha cả nhà nhá. Hôm nay mình quay cái video là vào ngày Chủ nhật. Đã là 12 tháng Chạp rồi, 12 tháng 12 đấy. Và 24 tháng 1 đấy. Như thế này là chỉ còn có 18 ngày nữa là Tết đấy, đấy rằm này, 18 ngày nữa là Tết đấy. Thứ 6 đó, thấy không? Xem tháng năm nay, tháng này là bao nhiêu ngày, 30 hay là 29. À, tháng này có 30 ngày nhá. Thì đây còn đúng 18 ngày nữa là Tết. 18 ngày nữa là Tết Nguyên đán. Đấy. 18 ngày nữa là Tết, là cái cây hoa giấy mình xử lý đây. Chăm sóc nó đây. Đây các bạn nhìn này. Đấy, bắt đầu có hoa nhá, đây hoa mới nhá. Đây những mầm, đầu mầm này toàn chủ yếu là hoa đấy. Đấy. Cái này là mình trồng ngoài đất hoàn toàn nhá. Ngoài đất hoàn toàn. Nhưng mà cái đặc điểm là cái năm nay là nó ít mưa. Mùa đông năm nay ít mưa, cho nên nó cũng là một cái lợi thế. Thế nhưng mà có một cái là mình làm cái này mình chỉ có cắt tỉa thôi. Cắt tỉa nhá, các bạn lưu ý. Mình chỉ có cắt tỉa cành và mình khi nó ra lộc non, chồi non ấy, thì mình lại bấm tiếp cái đầu ngọn. Bấm tiếp cái đầu ngọn. Đấy, đây này. Đầu nhụ tím tím này. Đầu nhụ tím tím nó toàn hoa hết nhé. Tím tím nó toàn hoa hết. Đấy, rất là nhiều luôn. Này các bạn nhìn này. Thấy chưa? Đấy. Đây này. Rất là nhiều lộc non luôn. Chỉ còn 18 ngày nữa là Tết thì cái cành này quá ổn luôn. Cái cây này quá ổn luôn. Hoa Tết bạt ngàn luôn. Đây là những bông hoa nó sớm hơn này. Nó sớm hơn. Thì bây giờ chúng ta vẫn có thể chơi được. Bởi vì là nó mới nở thì hoa nó phải chơi được hơn một tháng. Đó. Đấy, tím Huế nhé. Tím Huế trồng ngoài đất cho nên là nó rất là đậm. Màu nó rất là đậm. Đấy. Đây các bạn nhìn này. Thấy chưa? Nụ đầy luôn nhá. Đấy. Nụ này. Thấy chưa? Đấy. Nụ và hoa rất là nhiều. Quá đẹp luôn. Cây hoa giấy. Trồng ngoài giấy mà để mà ép cho nó ra hoa được đúng Tết cũng là một cái rất là khó. Thế cho nên là nếu mà mưa nhiều ấy, nước nó, đất nó ẩm ấy, thì các bạn có thể phải che gốc cây, lấy giấy túi bóng để che gốc cây. Thế còn năm nay nó ít mưa cho nên là mình cứ để nó tự nhiên. Thế là nó ra đầy hoa luôn. Vườn nhà mình thì nhiều hoa giấy lắm. Hoa giấy ở trên chậu ấy thì mình xử lý ngắt nước và làm cho cây héo. Xong mình tưới nước lại thì mình sẽ xử lý bắt đầu vào cuối tháng cuối tháng 10 và đầu tháng 11 nhé. Để trước khi Tết là xử lý trước khi Tết khoảng 2 tháng. Thế còn cái cây này của mình thì ở ngoài đất nên là mình cắt tỉa nó vào 15 tháng 10. Thế nhưng mà sau khi mình cắt tỉa cành nó bắt đầu nó ra lộc ấy, thì nó ra bắt đầu ra lộc như này, mình lại bấm nọ ngọn tiếp. Mình bấm cái ngọn này thì để cho cái lá non này nó thành bánh tẻ. Và khi nó thành bánh tẻ thì nó bật một lửa lần lọc đầy như chính như cái cành này này. Cái cành này các bạn nhé. Đấy. Đầu tiên nó là cũng là một cái mầm non như này. Xong mình bấm vào cái ngọn này. Bấm ngọn này. Thế là nó lá khi nó thành bánh tẻ này thì bắt đầu nó bung lọc hoa này. Đấy. Mình cắt tỉa vào đúng 15 tháng 10 nhé. 15 tháng 10 đến 15 tháng 11, 15 tháng 12. Đến bây giờ là chuẩn bị được 2 tháng đấy. Nếu mà các bạn không bấm đầu ngọn ấy, mầm ấy thì nó sẽ vọt lên, nhìn nó xấu lắm. Nếu mình bấm cái ngọn đầu ngọn ra thì nó sẽ lùm cây, nó sẽ lùm này rất là đẹp. Đấy. Cây này mình đang làm để tạo tán nó lùm xong đưa lên chậu. Tại vì mình cũng không có công để tưới nước cho nó, tưới tắm chăm sóc cho nó nhiều, cho nên là cũng không làm được thế, cho nên là mình mới trồng ra ngoài đất. Đấy. Khi nào mình làm ngoài đất nó lên tán đẹp thì bắt đầu mình mới cho vào chậu. Chứ còn bây giờ trước mắt mình chưa cho vào chậu. Cái này chắc phải sang năm, Tết sang năm thì cho vào chậu chơi hoa. Đấy, thấy không? Đấy, như trên kia mình có cây kìa. Đấy, cây hoa giấy trên kia thì mình, cây này thì mình trên chậu nhá. Đây mình ép cho nó ra hoa mà nó đã hoa rất là nhiều rồi đây. Hoa này bây giờ chỉ để chơi. Chơi chắc là cũng được từ giờ đến Tết. Đây các cái mầm của nó để mọc tự do cho nên nó mới dài ra, thế hoa nó cứ xen kẽ trong cây. Đấy. Thế thôi mình cứ để thế thôi, nhưng mình cắt chỉnh sau. Đấy, thế còn cái cây, nói chung là các cây hoa giấy mà trồng ngoài đất để nó ra hoa được thì rất là khó. Muốn nó ra hoa được thì bắt buộc chúng ta phải cắt sửa nó, cắt chỉnh nó để nó tức thì nó bắt đầu nó mới ra lộc, ra hoa. Cái thứ hai nữa phải hạn chế tưới nước. Nếu tưới nhiều là nó vọt ngay. Đấy, đầu mầm rất là nhiều. Với cái mầm này, đầu mầm nó toàn mầm tím này này. Các cái đầu hoa đó. Đấy, các cái đầu hoa. Đấy, cho nên là chúng ta mà tưới nước vào là nó lên mạnh là lúc đấy nó lại không có hoa. Đấy, mầm này. Đấy, đầu hoa đó. Cái đầu hoa rất là thích luôn. Đấy, mình quay cái video chơi để giải trí thôi nhá. Cho các bạn mà những người mà ở nhà mà có cái cây hoa giấy mà muốn cho nó ra hoa đúng dịp Tết, hoặc là ép cho nó để nó ra hoa để mình chơi, thì cái cách làm nó đơn giản đấy thôi. Các bạn cứ tham khảo những cái video của mình là có hướng dẫn đầy đủ cho những người chơi hoa thôi nhá. Chứ không, những các bạn biết rồi, những nhà vườn thì mình không nói làm gì. Họ giỏi lắm, họ làm siêu. Mình không làm được như các nhà vườn. Đấy, đấy, thấy không? Quá đẹp luôn nhá. Đấy. Cảm ơn các bạn đã xem video mình nhá. Nhớ bấm kênh đăng ký ủng hộ mình nhá. Mình xin cảm ơn.